Thân ái chào toàn thể các anh em yêu thích kênh Gà Nồi Của Long nha. Chia sẻ đam mê ha. Đây, này là tàu của mình mới nhốt vô là 6 tháng nè anh em. Form đó, form nè. Em nhìn thấy không? Dáng kính không? Nó gà to mà nó nở nang thấy ghê không? Đẹp đẽ ha anh em. Mầm lái chín chia luôn. Mới nhốt vô hai súng đen, chuối đen, chân vàng đẻm, mặt trắng. Thì đó, mẫu đó mình sẽ tặng cho mấy anh em khi mà đạt được 1.000 sub nha anh em. Rồi, chủ đề hôm nay Long muốn chia sẻ với anh em là nói về bệnh, lưu ý trên bệnh khò nha anh em. Bệnh khò không có đơn giản như chúng ta nghĩ nha. Hôm rồi mình có chia sẻ clip về chữa bệnh khò ORT anh em ha. Thì á, con em mình á, nó chia sẻ vậy, nó lên trang hội gà, cái mấy người nuôi gà, có một cái người comment á, có người comment vậy, khò có gì đâu để xem. Khi mà cái người đó comment như vậy á, mình đã biết là người đó cái tuổi đời nuôi gà bao nhiêu lâu rồi ha. Mà thể loại chưa bao giờ trang trải qua như nuôi những con gà nhập ha. Rồi nuôi ở cái mức độ như thế nào ha. Không rồi có nhận được cái lời comment của bạn Thạch Thạch đó ha. Thì bạn đó chắc sử dụng thuốc của mình. Thì chắc mình cũng đoán ở trên Zalo của bạn đó rồi ha. Nói chung cũng đoán là gì cũng không có hỏi. Nhưng mà có một bạn ở trên Zalo ha, kết bạn với mình. Hỏi kỹ lắm nha, bạn này bạn rất là kinh nghiệm nha, bạn nuôi gà rất là nhiều ha. Đó. Và cũng đặt vấn đề về thuốc mình ha, sau khi sử dụng thử trên nhiều con rồi. Và bạn nhắn tin comment mình là nói là xài ok hiệu quả nha. Thì mình nói lăng mang vậy cho anh em hiểu ha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ lược về bệnh khò ha, cho anh em biết ha. Trên bệnh khò nó sẽ khó là khò CRD ha, rồi ORT ha, AIT ha, IRT chứ IRT ha, rồi hen ghép ha, khò khô ha, khò kết hợp với dịch tả ha, khò kết hợp với tổ huyết trùng ha. Giờ mình nói với anh em vậy. Vấn đề ngày hôm nay là chia sẻ ha, chứ không có nói về ai hết. Nhưng mà nói chung là không có muốn nói gì, nhưng mà để nói ra để anh em hiểu ha. Với một người á, nuôi 1-2 con gà mật độ thoáng ha, và những trại nhỏ lẻ mới tập nuôi, có thể anh em xài một số loại thuốc, anh em ngồi vỗ ngực ha, đúng không? Nhưng anh em ha, khi anh em nuôi trên một cục đất á, người ta nuôi có trên 20 năm nuôi gà rồi ha. Và hoặc những cục đất mà nuôi nhiều năm ha. Và khi người ta có cái sự lưu động gà ở những nơi khác về ha, thì lúc đó anh em sẽ hiểu. Thứ hai, trên những con gà lai nặng, anh em sẽ hiểu. Nó hả, 5-3 ngày khò anh em chích hết nữa, cái vài bữa khò, vài bữa khò ha. Mình là một người hiểu về thuốc nè, mình đã kinh qua thuốc nè. Nói giờ bây giờ chẳng lẽ mình lôi hết thuốc nhà mình ra mình cho anh em quay cho anh em coi chứ. Mấy chục chai thuốc, anh em nào có anh em nào dám làm như vậy chưa? Đối với tôi á, những cái dòng mà kháng sinh mới, tôi ra, tôi nói thiệt á, tôi ra tiệm thuốc thú y á, là cái người bán thuốc người ta cười tôi ha. Chả có ai đi mua thuốc mà người ta khuyến mãi, nhưng mà tôi mua thuốc nào người ta cũng khuyến mãi. Tôi nói với anh em vậy. Và
hầu như hiện tại bây giờ tất cả các anh em nuôi gà đều phải nuôi vaccine, kể cả những trại của người Mỹ người ta phải nuôi vaccine mà. Anh em hiểu không? Vaccine nó có cái hay của vaccine. Còn khi sử dụng thuốc là nó sẽ gây cái tính ra là trong một thời gian nó sẽ gây tính lờn, nên mình còn khuyến cáo anh em là sử dụng vaccine ha, rồi kết hợp với thuốc. Tôi cũng tại vì tôi làm biến là vaccine mà tôi có thuốc thì tôi rồi ỷ y tôi xài, chứ anh em chưa kinh qua. Tôi nói anh em ở trong tất cả các cái loại mà vaccine mà chữa bệnh khò hay nhất luôn, để mà phòng ngừa bệnh khò chỉ có H5N1 thôi nha. Tôi dám khẳng định với anh em luôn, mấy anh em đã mua chai liều chích 1.000 con về 5.000 con vậy anh em sử dụng chưa đó, mấy em biết. Mấy anh em nuôi 1-2 con lấy gì mấy em anh em sử dụng được cái đó, dám bỏ tiền ra mua không? Ai tao bán cho anh em liều chai nhỏ rồi mua về, ví dụ như mình có 300 con mua liều đủ 1.000 con về, còn 700 con kia đủ bỏ đốt rồi đi năn nỉ người ta chích giùm cho những người bà con. Anh em đã làm được điều đó chưa? Tôi đã kinh qua luôn rồi, tôi kinh cả chục năm trước rồi. Rồi anh em đã sử dụng qua vaccine nó nhiều năm, anh em đã hiểu về nó chưa? Rồi vaccine H5N1 nó sanh ra những cái con gà, tức là nó vẫn sẽ có những con mà nó sẽ không thích ứng với vaccine và nó sanh ra cái tánh mà gọi là hội chứng sau miễn nhiễm, giống như corona mà. Anh em thấy ho gà mà ho khô, ho khô là anh em chuẩn bị tinh thần đi. Ở đây anh em nào mà nuôi gà chạy anh em biết rồi đúng không, mùa này ha, hoặc là xa nắng vô ha, bắt đầu gà lên ha, mặt đỏ kè ha, mắt đỏ bầm lên, mắt cứ nổi tia máu lửa lên, y như như là con gà giống như người đang giận dỗi á. Rồi đêm nó hóc 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 hóc, ban ngày nó bình thường. Rồi anh em liệu đi ha. Đó. Anh em biết đâu phải mình lên tôi khơi khơi mà tôi chia sẻ thuốc bột ra cho để xài, mà nói chuyện cũng đâu phải đó, người nông dân thực tế luôn đó. Tôi hỏi tới dịch người ta không dám lên tiếng luôn, người ta nuôi người ta phải sợ, người ta phải kỹ, người ta sợ tổ quả, người ta chăn đang chăn nuôi được á, người ta sợ bị quả, không? Cái môn này nó có những cái mê tín, những cái huyền bí dữ lắm, mà ai mà nói trước được gà mà, nói là ai mình làm cái nghề chăn nuôi mà thực thụ luôn, nói thiệt với anh em luôn, ví dụ bây giờ nuôi bầy heo vô, nói ôi chuồng xây thấp này sao heo không nhảy ra, nếu mà gặp cái người mà gắn mắt á, tôi nói thật mấy người mà miệng mà nói mà mắm muối hả, tôi nói hả, vừa mới quay đít quay đầu người ta về một cái heo nhảy bung bung đùng đùng ra ngoài chuồng được bắt chết luôn đó. Thằng nó đang nuôi bầy gà nè, tôi nói thiệt với anh em xuống, trời ơi bầy gà tốt quá, đã quá, đẹp quá, ngon quá, thử ơi mấy đó hả, nó về mà nó không đốt vòng lông mấy ông tôi mới sợ chứ, ở đó mà mấy ông nó nuôi rồi mấy anh em nó va rồi những cái con gà mà khò nó bị mãn tính hả. Rồi mỗi lần anh em sổ đậu đang thui không, rồi có những con mà sau khi khò rồi anh em không biết cách trị cho nó dứt điểm mà đúng, rồi nó té gió nó hư con gà đó, chị vì không dứt điểm mới thấy con gà hết khò, thực tế nó mãn tính đó. Nó sanh ra mãn tính đó, bắt đầu nuôi đâu có biết đâu, vẫn lớn bình thường đó. Nhưng mà tới bắt đầu sổ đậu đang thui, tôi đang đưa thuốc cho ông anh tôi sử dụng mà ông chưa có báo với tôi kìa. Tôi nói thiệt luôn, con gà người ta là giỏi thuốc luôn á, người ta mua những cái loại thuốc mà con nơi bán thuốc thương hiệu luôn. Tôi nói anh em vậy giờ ta chữa không được, tôi không tiện nhắc cái tên trong cái đó thôi, đụng chạm ta bảo người ta bán thuốc không phải, vì con gà nó lợn người ta bán nổi tiếng trên mạng luôn, ai nuôi gà không biết cái thương hiệu đó. Con gà mà giỏi tìm tới thuốc chữa bệnh không biết mấy cái thương hiệu đó ha. TK ha, người ta còn chữa không được, đừng có nói tôi mới gửi thuốc rồi tôi chưa được, người ta chưa có báo với tôi lại, tôi nói là chưa chắc chữa được hết, bị đặt nhắn comment nói ui mình khò cái gì đó coi đủ chích 20 phút hết, đủ có thuốc tôi chích vô một cái hết luôn chứ đừng nói 20 phút tôi còn chưa vỗ ngực.
Tôi nói anh em vậy, giờ tôi tại sao cái chai của tôi dám tuyên bố là độc quyền trên thị trường, không ai có. Nhà sản xuất thì có nhà sản xuất, nhưng mà người chơi, người sử dụng chưa bao giờ biết sử dụng nó. Nó là những loại kháng sinh đặc biệt, chứ có phổ rộng ở ngoài, kinh qua đâu, để dùng để đặc biệt thôi. Giờ anh em biết, anh em chỉ người ta không? Anh em, mấy anh em mà comment kiểu đó rồi, anh em lên anh em chỉ giùm mọi người đi, nuôi đi. Thì mình nói với anh em vậy đó ha, là mình chia sẻ vậy đó. Anh em, những anh em nào mà người ta nuôi gà chạy lớn nè, kinh qua nè, không ai mà nói câu đó, tôi cũng thiệt sự cho anh em chích luôn ngừa luôn. Anh em khi nào anh em gặp những cái con gà mà anh em chích ngừa rồi mà nó bị khò rồi mà anh em chữa không hết, anh em mới biết. Tôi đây mà mấy cái con gà mà nhiều khi tôi nói anh em khò khò rồi nó ngủ cây, tôi làm biến tôi không ấy, cái đụng vài bữa nữa cái tôi thấy nó, tôi bắt không được rồi tôi làm biến, tôi lớn tôi úp xong rồi tôi mần thịt cho chó ăn. Mấy anh em nuôi gà mới dám bỏ không? Gà dở mấy em, tôi nói thiệt anh em, tôi xưa giờ tôi chơi không, tôi giờ tôi đổ ra tôi có chia sẻ ra chút đỉnh chơi thôi chứ. Thuốc men, những cái người mà người ta làm chạy lớn, người ta kinh qua rồi, người ta đã gặp những cái trận nạn gian nan khốn khổ rồi, ai mà người ta dám vỗ ngực, tôi cho người giỏi luôn cũng chưa dám vỗ ngực xin tên, nói chị hết bệnh này bệnh kia, đừng nói. Tại sao mà cái từng bệnh mà tôi chỉ ra từng cái bệnh đó cho anh em lưu ý từng cái triệu chứng, anh em nghe kỹ khi tôi nói và đưa thuốc vô, là tôi muốn đưa để cho con gà nó phải dứt liền, nó không kéo dài và nó dứt hẳn, nó không tiềm ẩn trong cơ thể con gà, sau này gà anh em nó không hư. Chứ nuôi ra rồi tại sao thuốc đó tôi không chia sẻ, cái đó là độc quyền của tôi, bí quyết của tôi còn chưa chia sẻ, dù những cái kia rất hiệu quả, tôi chia sẻ cái nào thấy tôi chia sẻ rồi tôi chia sẻ. Người ta nuôi gà năm nào người ta cũng bị dịch, tới chừng người ta nuôi của tôi 4 năm nay tôi còn chưa qua lấy cái người, tôi chưa làm tiện làm clip hay làm nhiều quá anh em nó khoe này nọ, người ta nuôi tôi một chục năm nay không có thuốc của tôi, người ta ngồi khóc luôn chứ ở đó mà ấy. Anh em thấy nguyên một cái vùng người ta bị dịch hết, mà nguyên cái đàn gà này đi qua đất người ta ăn rồi, những người dân xung quanh đó người ta phải tới, người ta năn nỉ, người ta lấy thuốc người ta sử dụng không, mà anh em chưa mới tanh hôi anh em kêu khò có gì vậy, có gì đâu. Anh em gặp đi, tôi nói vậy đó, khò khô đó, mỏng đen thui, con mắt nó đỏ ké đó, xuất huyết máu luôn, có con xuất huyết máu luôn, chảy máu mũi máu mắt luôn. Khi mà đã ghép mà có thể là con này nó ghép kiểu này, con kia ghép kiểu kia, bồng lên hả, có con hả, cứt chảy dài trên tay luôn. Rồi anh em thấy con gà mà khi nào mà nó nuôi ở giường nó biết nè, xuống dưới mương đứng đúng không, ngâm mình như là cá không, rồi lúc đó anh em biết ha. Rồi hôm nay mình chia sẻ với anh em về vấn đề quan trọng ha, là con gà bị nhiễm trùng máu nha anh em. Cái bệnh này nó không có gây cái đàn gà của anh em chết ha, cái số lượng nhiều, nhưng làm cho con gà của anh em sẽ xuống tay ha, nuôi không lên lường ha, rồi có thể hư gà chết gà ha. Bệnh này thì nó cũng tương đối dễ chữa, nhưng mà nó sẽ có một số trường hợp đó, những cái con mà nó khó chữa thì mình chia sẻ với anh em vậy ha. Cái bệnh nhiễm trùng máu đó, anh em muốn biết nó ha, anh em có thể phải thử. Bây giờ con gà mình làm sao mình mổ đúng không,
anh em chích máu, anh em lấy tay anh em rờ nó nhớt nhèo à. Đó là nhiễm trùng máu. Ở có con nhiễm trùng thể nặng thể nhẹ ha. Và cái dấu hiệu của nó như thế nào? Con gà của anh em á, nó sẽ bình thường. Tới nó gặp anh em vẫn gáy ha, mông vẫn đỏ, mặt vẫn tươi, không mất nước máu ha. Đầu mông thì lạnh toát. Lạnh nha. Không nóng sốt, nhưng ủ rũ, bỏ ăn. Ha. Lông lá của nó không còn bóng bẩy nữa ha, nó có vẻ như là nó bời gời, nó xù xù lên ha. Đó, và con gà có dấu hiệu lúc nào nó cũng mệt mỏi. Đó. Rồi á, khi nó thấy anh em nó vẫn bình thường, anh em lại cái nó vẫn ve mái, vẫn tiếp tục với anh em ha. Đó là những con gà rất là nguy hiểm cho anh em trong vấn đề nuôi. Nó không cho mình cái dấu hiệu bệnh từ ban đầu ha, nó không có đơn giản như những cái bệnh cấp hay gì. Nhưng nó làm âm thầm, nó quấn cái đàn gà của anh em ha. Đó. Và con gà của anh em nó đi phân thì xấu, phân có con thì đi phân sống ha. Rồi có con thì nó sẽ có những cái lợn cận máu ha. Rồi có con thì nó đi phân nhất lầy ha. Đó. Nhưng mà dấu hiệu của nó thường không phải ăn không tiêu nha anh em, nhưng nó vẫn tiêu, nhưng mà nó sẽ biến ăn, ví dụ như cứ ăn cứ bỏ. Đó. Rồi có thể là 2 ngày ăn rồi 2 ngày nghỉ vậy đó. Nhưng nó dấu hiệu của nó là ủ rũ, mệt mỏi ha. Mồng thì có thể giai đoạn đầu là nó thể hơi đen mồng một chút, xong nó vẫn bình thường ha. Và có dấu hiệu hoại tử trên tế bào da ha. Ngày rất là phải nuôi kinh nghiệm nó mới biết. Còn anh em không khó biết lắm, cái đó thì mình cũng chia sẻ vậy thôi. Thứ ba là cái họng nó có nhớt nha anh em, không khò nha, mình nó xác định không khò, không sổ mũi, nhưng mà họng nhớt lầy. Đó. Và khi nó mệt mỏi nó ngủ, anh em để ý, mình nuôi chuồng cát mình dễ biết lắm, là cái mép nó sẽ dính cát thì nó ngủ dính cát ha. Là nó đó. Không nóng sốt nha anh em, không bệnh tật gì hết, nhưng ủ rũ, bỏ ăn, ăn không thất thường, vẫn sung, vẫn ve mái ha, vẫn gáy, vẫn đập cánh bình thường. Lông bắt đầu có dấu hiệu bời gời, xù lên, khô lông xuống nước màu. Chút màu lông đó nha. Rồi ha. Rồi sinh thời gian lâu dài á, là con gà nuôi nó sẽ xuống tay từ từ ha. Những anh em có thể chữa được nó rồi, xong con gà khô lường luôn. Đó, và lấy lực lại rất là lâu ha. Thì mình lưu ý với anh em vậy ha. Là cái những cái dấu hiệu trên cái bệnh đó ha. Đó. Thì anh em á là ra ngoài, anh em mua dùm cho mình một chai đặc trị bệnh nhiễm trùng máu. Còn anh em không có, mà anh em hiện tại mà những người đã xem clip của mình chia sẻ về thuốc mà anh em đã biết về nó, thì anh em sẽ dùng cái này cho mình nè. Là cái chai mà Intergym á ha, chai Cofit ha, rồi chai Doxy ha. Anh em kết hợp cho mình 3 chai đó ha, cộng một chai Kentop. Cái chai này hôm rồi mình chưa có chia sẻ ha. Đó. Là nó sẽ kết hợp trong cái điều trị mà bệnh nhiễm trùng máu ha. Và trong quá trình anh em điều trị á, thì anh em sử dụng cho mình á, là thuốc bổ ha, thuốc hạ sốt, giải độc gan. Cái giải độc gan rất quan trọng ha anh em ha. Khi anh em đưa vào lưu lượng kháng sinh thì nó sẽ đào thải các cái độc tố ha. Và các độc tố của kháng sinh thì nó sẽ giúp cho mình, con gà mình nó hồi phục cái lá gan ha. Mà cái gan khỏe, nội tạng khỏe thì con gà của mình sẽ mau hồi phục. Con gà gì cũng vậy anh em nuôi, con gà mà khỏe thì con gà nó sẽ ăn uống khỏe, ăn uống khỏe thì nó sẽ có tốt vậy thôi. Đó. Thì mình chia sẻ với anh em về vấn đề vậy ha, là thuốc điều trị bệnh nhiễm trùng máu ha.
đó. Là anh em sử dụng như vậy cho mình bộ đó ha. Rồi anh em chích cho mình khoảng 4 đến 5 ngày liên tục nha anh em. Ha. Rồi còn không á thì anh em, những anh em nào mà đã pha sẵn rồi cái bộ đó của mình thì có thể chích luôn. Hay gì xài những bộ đơn đó thì chích luôn. Chích dùm cho mình 4 đến 5 ngày ha anh em ha. Cái bệnh này nó quá ác lắm. Ha. Nó có thể là nó không hết, nó khi em chích vô con gà bình thường lắm, nó vẫn ăn uống, chích có thuốc vô ha, nó sẽ ăn uống bình thường, nó khỏe mạnh luôn ha. Cái này bỏ thuốc cái vài ba ngày sau nó bỏ ăn lại, nó bị nó buồn bã lại đó, hoặc còn qua ngày nghỉ, ngày em nghỉ một ngày thuốc thôi là nó đã khác rồi. Thì mình lưu ý với anh em vậy ha. Thì riêng tùy theo loại bệnh mà mình sử dụng cái cách điều trị, mình đưa cái lượng thuốc và cái ngày nó phù hợp ha anh em đó. Khi anh em đưa thuốc vào mà con gà bắt đầu nó có cái dấu hiệu là nó đi phân tốt thì lúc đó là con gà mình nó mới có dấu hiệu hết bệnh ha. Và sau khi cái bệnh này nó kết thúc, anh em điều trị xong xuôi, khi con gà lấy bắt đầu ăn uống và thể trạng tốt thì anh em làm ơn cho mình một viên thuốc sổ lỏ ha. Đó, nó là cái ông bệnh này là nó cũng kết hợp với cái thằng giun ha, nó quánh ha, là ấy, nó sẽ làm con gà mình nó suy kiệt ha, vì nó không lấy được dinh dưỡng nữa. Cái bệnh nhiễm trùng máu này nó không phức tạp nha, nhưng mà nó lợi hại à, mình nói với anh em vậy ha. Nó làm âm ỉ con gà mình. Có những con anh em chích những loại thông thường, anh em chích xong rồi cái nuôi con gà khô hoài, cái lượng mỏng dánh nè ha. Để mình đã kinh qua, mình đã trải nghiệm rồi ha. Mình nói thiệt á, mình cũng sợ bệnh này lắm, nên hôm nay mình làm clip mình chia sẻ với anh em vậy ha. Rồi chúc anh em nuôi gà luôn mạnh khỏe và chữa được những cái bệnh gà thành công ha. Thân ái chào toàn thể anh em nha.